Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 7 nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2023 và khánh thành văn phòng hành chánh điện tử tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Buổi lễ dưới sự chứng minh trực tuyến của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quan lâm chứng dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Minh Bửu, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Về phía chính quyền có ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành, ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay trong thời kỳ hội nhập và phát triển kỷ nguyên số phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành văn phòng hành chính điện tử, đồng thời mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì từ ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2023. Để tạo điều kiện cho tăng ni trụ trì học tập và bồi dưỡng những kiến thức quan trọng đối với thời kỳ hội nhập và phát triển, triển khai các văn kiện của Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo và các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Công an tỉnh. Dịp này, những lẵng hoa của Ban thường trực Hội đồng trị sự, các ban diện trung ương, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và các cơ quan ban ngành trong tỉnh gửi đến chúc mừng cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Báo cáo công tác tổ chức, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết, văn phòng hành chính điện tử Phật giáo tỉnh Kiên Giang đặt tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu để thuận tiện cho công tác đầu tư hạ tầng mang tính tập trung, có định hướng lâu dài và thuận tiện cho công tác quản lý bảo trì. Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị và nội thất cho văn phòng hành chính điện tử là gần 2 tỷ đồng và bộ phòng công nghệ thông tin gồm 30 máy vi tính, máy trạm trên 1 tỷ đồng để phục vụ cho công tác tổ chức các khóa tập huấn về truyền thông và chuyển đổi số của giáo hội tỉnh nhà và khu vực. Văn phòng hành chính điện tử có chức năng gồm hệ thống quản lý văn bản hành chính, gửi nhận văn thư điện tử, hồ sơ văn bản, phân cấp quản lý hành chính, trao đổi công việc, triển khai hệ thống quản lý nội bộ liên quan đến hồ sơ quản lý tăng ni, hệ thống lưu trữ số hóa, triển khai phương thức tổ chức điều hành các phiên họp trực tuyến trong chương trình hoạt động chung của Trung ương Giáo hội và Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, khóa bồi dưỡng trụ trì sẽ là nơi đào tạo những thế hệ tăng ni kế thừa, thay mặt giáo hội quản lý điều hành các hoạt động Phật sự theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, pháp luật của nhà nước, hướng dẫn tăng ni Phật tử hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sinh, làm dạy con người hướng thiện, có tri thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp an vui. Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhân tán thán công đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua đã nỗ lực hoàn thiện các công tác thiết trí văn phòng hành chính điện tử. Đây là một kết quả vô cùng tốt đẹp mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã thực hiện, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0, đồng thời khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì cũng là một việc làm rất quan trọng, giúp các vị trụ trì được tiếp nhận và tiếp thu những kiến thức mới trong thời kỳ hội nhập. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền tiến hành nghi thức bấm nút khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng văn phòng hành chính điện tử.